Chào các bác, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2020, là ngày Valentine, là ngày lễ tình nhân. Bên em vừa về được một cặp loa clip thì em lên sóng để phục vụ các bác luôn. Thì có bác khách nữ nào thì mua về tặng người yêu hay là tặng chồng hay là tặng bồ mình thì xin mời liên hệ với em. Hoặc là các bác nam nào thì bác thích thì bác tự mua về bác xài. Vâng, cặp loa em muốn giới thiệu đến các bác đó là cặp Calip KG4, một cặp loa rất hay và rất là quen thuộc với anh em chúng ta. Cặp loa KG4 này là hàng Mỹ Nòi các bác nhé. Hàng Mỹ Nòi, phía sau nó có tem chữ ký của đội ngũ test lại sản phẩm trước khi xuất ra thị trường. Cặp Calip KG4 lần này là có, em xin giới thiệu qua về số đo 3 vòng của nó như sau. Cặp này sở hữu chiều cao 70cm, chiều rộng 40cm và chiều sâu 28cm. Vâng, cặp loa có cái phần chân đế thiết kế rất là đẹp, rất là điệu. Cặp này thì vỏ lạng gỗ đẹp, rất đẹp nhé. Vâng, bốn xung quanh là lạng gỗ, còn mặt trước là sơn sần, rất là đẹp và rất là bền. Cặp loa sở hữu một bát 20, một mít 20 và bát màng carbon, gân cao su zin rất là mềm, gân này đánh cực kỳ mềm luôn, và một chép kèn 20cm luôn. Đặc biệt phía sau của nó thì còn sở hữu một bát cộng hưởng 30cm các bác nhé. Bát cộng hưởng 30cm, cặp này là vỏ gỗ lạng rất là đẹp luôn. Các bác xem phía sau chi tiết của cặp loa. Đây là tem Calip có chữ ký của đội ngũ xuất xưởng sản xuất ra cặp loa này, và đây là model của nó, Calip KG4. Cặp loa này sử dụng cọc loa bắp chuối các bác nhé, loa bắp chuối, và đây là loa bát cộng hưởng 30cm có logo của Calip. Bát cộng hưởng này cũng gân cao su zin và bằng giấy, bên kia cũng thế, rất là đẹp. Phần chân đế là liệu rất là đẹp. Toàn thân là sử dụng vỏ gỗ lạng các bác nhé, vỏ gỗ lạng rất đẹp luôn. Cặp này về hình thức thì có đẹp xuất sắc rồi, không còn gì phải bàn nữa các bác nhé. Hình thức của nó thì đẹp xuất sắc luôn. Vâng, em xin phép mở thử một bản nhạc thì các bác nghe trước nhé. Em một cái chất âm của cặp Calip này thì là đặc trưng là cái tiếng bass rất là mềm và sâu, rất là mềm và sâu và tròn. Nó lợi được cái tiếng chung và tiếng chép. Tiếng chép của nó thì rất là hay bởi vì nó sử dụng chép kèn, cho nên cái tiếng chung và tiếng chép rất là ti tách, rất là bông, rất là tơi. Và cặp loa thì thể hiện hay các cái dòng nhạc như là nhạc vàng này, nhạc jazz này, acoustic này, đó, các cái dòng nhạc là nhẹ nhàng, và các dòng nhạc nhẹ nhàng, tiếng của nó thì rất là hay. Mời các bác nghe thử một đoạn nhạc âm thanh rất là chi tiết và sáng sủa. Thank you.
Như các bác đã nghe thấy, cặp loa thể hiện là giọng ca sĩ rất là ngọt ngào và truyền cảm. Vâng, ca sĩ như đang hiển hiện trước mắt chúng ta vậy. Nó thể hiện một cách rất là chi tiết và rất là chính xác cái giọng của ca sĩ. Sau đây thì em xin mời các bác quan sát chi tiết cũng như là cận cảnh cặp loa. Bây giờ em sẽ tiến lại gần hơn. Đấy, các bác có thể thấy được góc cạnh của cặp loa đẹp xuất sắc từ trước đến sau, từ trái qua phải, không có một vết gì luôn. Em sẽ quay chi tiết tuyến loa. Các bạn có thể thấy tuyến loa của nó quá mới một cách xuất sắc luôn, rất là mới luôn. Hai bát của chúng ta, em sẽ quay sang chiếc tiếp theo cũng rất là mới và rất là xuất sắc, không có điểm chê các bác nhé. Đó, từ góc cạnh thành quách đến tuyến loa rất đẹp. Và đây là chiếc e căng của chúng ta, e căng đẹp xuất sắc nhé, và tem mác còn đầy đủ, e căng nhựa zin nguyên bản, rất đẹp. Các bạn có thể thấy e căng rất đẹp luôn. Cặp loa Calib KG4, một cặp loa đẹp xuất sắc và nguyên zin. Bác nào quan tâm xin mời liên hệ với em, Đạt Audio Hà Nội, số máy của em 0983586968,
Cặp loa có giá là 12 triệu đồng các bác nhé. Bên em có ship hàng toàn quốc và giá bán thì không bao gồm phí ship các bác nhé. 12 triệu đồng, quá hay trong một cặp loa Mỹ Nòi. Cặp loa cực chất, cặp này nghe tốt nhiều thể loại nhạc cũng như là dễ phối ghép âm ly. Bác nào đang xem kênh của em thì cũng xin mời các bác vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như là theo dõi các cái sản phẩm audio mới nhất bên em cung cấp. Và bác xem video thì nhớ share cho mọi người cùng xem cũng như là like kênh bên em, cho em xin một like. Và em xin kết thúc video clip ở đây và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn.